Jimmy, cậu làm về truyền hình à? Thỉnh thoảng thôi. Cậu có biết gì về truyền hình kỹ thuật số mặt đất không? Không. Tớ cũng không. Người ta đề nghị lắp đặt một đường dây kỹ thuật số đó. Cậu nói gì? Dân. Nó sẽ thành cái gì? Mấy cái BDG. Ô tuyệt. Ta sẽ gọi đó là kênh phù thủy nhé. Nào Marcel, tới đài thôi. Nhìn này, cậu có thấy mấy cái studio đẹp tuyệt vời như thế này chưa? Tao có thể lắp ở đó đường dây truyền hình kỹ thuật số. Tao bắt đầu nào. Tốt rồi hả? Cậu nhận được hình ảnh tới rõ không? Không xấu lắm. Nhúc nhích mấy cái cây anten xem sao. Đổi kênh. Chẳng khá hơn. Mong chờ màu của truyền hình kỹ thuật số. Nó có thay đổi gì không? Cậu giỡn à? Một chất lượng hình ảnh tốt nhất, một âm thanh stereo. Khán giả truyền hình đã có một số loại hình dịch vụ mới, có thể nói chuyện qua máy TV được nữa. Tính tương tác đó, Sammy. Ồ. Này, đừng có gõ gõ lên đầu tớ nữa. Này, cậu làm gì đó? Tớ đang kiểm tra tính tương tác. Không, Sammy, cậu để tớ ngay lại trên bàn đi. Này, cạnh kia kìa. Cảm ơn. TV nó làm đầu tớ quay mông. Do đó, trong năm 2002, tất cả các đài truyền hình lớn chuyển sang phát sóng kỹ thuật số mặt đất, France 2, France 3. Cái thứ năm, à vậy à, ngay cả TF1 nữa à. TF là gì? TF1, à vâng, với kỹ thuật số mặt đất, ta có thể xem được rất nhiều đài khác nhau. Hiện nay có 6 cái, trong tương lai sẽ tăng lên đến 30, đến 36. Sẽ sớm thôi. Trong studio, mọi thứ đều được kỹ thuật số quá hết. Phòng quay, phòng quản lý, máy quay phim. Nào, mình còn chờ gì nữa mà không chuyển qua kỹ thuật số đi. Không cần vội như thế, có một vấn đề nho nhỏ cần giải quyết. Các anten phát sóng truyền tải những chương trình vô tuyến không bằng kỹ thuật số. Đó là cái mà ta phải thay đổi. Cách thức phát sóng. Ôm lại nhé. Ngày nay, hình ảnh và âm thanh thu bằng camera đều được số hóa. Người ta nói về hình ảnh và âm thanh số. Ngược lại, với máy phát sóng vô tuyến, thì các máy TV của chúng ta xử lý hình ảnh theo phương pháp vô tuyến. Với kỹ thuật số mặt đất, các chương trình cũng được làm theo cách đó. Nhưng ngược lại, chúng được phát sóng bằng kỹ thuật số. Và máy vô tuyến của chúng ta phải đáp ứng với nó để có thể nhận và xử lý thông tin kỹ thuật số. Trước khi làm được như thế, mọi cái phải bắt đầu từ phát sóng vô tuyến. Vấn đề chính xác ở đây là gì? Một hình ảnh, đó là ánh sáng. Ánh sáng này biến đổi thành tín hiệu điện tử bằng máy quay. Đó là tín hiệu video mà tần số của nó là số dao động trong một giây. Với mỗi hình ảnh mới, ta lại có được một tín hiệu mới. Để phát sóng đi những hình ảnh, phải làm sao cho các tín hiệu truyền đi bằng cách cho chúng trên một sóng mang. Vấn đề là gì? Đó là một sóng điện từ có tần số rất cao và rất đều. Nó được điều chỉnh bằng một dòng điện sản sinh từ máy phát. Khi ta bổ sung vào đó một tín hiệu video, hãy nhìn mà xem. Sóng mang chuyển thành nhịp của tín hiệu video. Dòng quay định ra, các tín hiệu của tớ đi lang thang trên sóng mang. Để phát một chương trình, đài truyền hình phải dùng rất nhiều sóng mang chúng được phân phối trên dàn tần số là 8 MHz.
Tất cả các đài khác cũng đều như thế. Từ một máy phát, họ có thể phát đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, tất cả các đài. Để tránh việc chúng bị lộn xộn và chồng chéo nhau, mỗi một đài sẽ có một dàn tần số riêng cho mình. Mọi thứ xuất phát từ đây, và khi đến nơi, các anten trên nóc nhà của các bạn sẽ nhận được tất cả tín hiệu của các đài cùng một lúc. Có một thứ mà tôi quên nói, nếu như cây anten thu nhận tất cả, vậy thì cái gì sẽ làm nhiệm vụ chọn lọc tín hiệu? Đó là bộ khuếch đại. Lúc này, tất cả các sóng mang, tất cả các chương trình đến đồng thời cùng một lúc tới anten tiếp nhận. Các thông tin đi dọc theo chiều dài của các anten dưới dạng các tín hiệu điện. Các tín hiệu này thâm nhập vào chiếc máy TV và được dẫn đến bộ khuếch đại. Nó sẽ thực hiện việc chọn lọc chương trình. Loại bộ lọc này sẽ chọn lựa dành tần số của chương trình mà ta muốn xem. Mà như thế thì chưa hết. Để nhận được một hình ảnh, phải xác định tín hiệu. Nhưng tín hiệu này luôn luôn bị mang bởi sóng mang. Công đoạn sau là bộ giải điều sẽ tách sóng mang khỏi tín hiệu video. Phần tín hiệu video tương ứng với hình ảnh gửi đi đến màn hình, tín hiệu tương ứng với âm thanh thì đến các loa. Truyền hình vô tuyến xuất hiện năm 1936, ta gọi đó là máy phát thanh. Lúc này quay phim rất khó, camera còn rất nặng nề và ồn ào, và người ta thường cho chúng nằm phía sau các tấm kính. Một vài người ưu tiên được nhận những chương trình này. Đến năm 1949, chỉ có 300 máy TV tại Pháp. 10 năm sau, con số này vượt qua 1 triệu. Từ những năm 60, truyền hình cho phép nhận được những hình ảnh từ khắp nơi trên thế giới. Những sự kiện lớn đều được truyền đi toàn thế giới. Năm 1967, RTF đã lập ra kênh truyền hình thứ hai phát sóng những hình ảnh màu. Kênh thứ ba xuất hiện vào năm 1972, vào giữa thập niên 80, khi mà sự cung cấp các chương trình mở rộng cho những kênh riêng tư. Nhờ giao cáp và các vệ tinh, ta có thể nhận được tại nhà hơn 100 kênh truyền hình Pháp và nước ngoài. Aujourd'hui, grâce aux câbles et aux satellites, on peut recevoir chez soi plus d'une centaine de chaînes françaises et étrangères. Thực tế, các chương trình số đã xuất hiện, nhưng để thu được chúng phải có dây cáp và sống tại thành phố, hai lớp đặt parabol kết nối vệ tinh. Để lắp đặt truyền hình kỹ thuật số như tôi đã giới thiệu với các bạn thì lại là chuyện khác. Chỉ cần một cây anten cao vì các chương trình được phát đi bằng những máy phát nối đất như thế này. Cái này đẹp hơn nè. Cái gì sẽ thay đổi cùng với việc phát sóng kỹ thuật số mặt đất? Một hình ảnh chúng ta đã thấy, đó là một tín hiệu điện, tín hiệu video. Việc số hóa tín hiệu này gồm việc chọn lọc các điểm trung gian đều nhau trên đường cong và mã hóa vị trí của chúng, độ cao của chúng bằng các con số 0 và 1. Mỗi một mã sẽ tương ứng với một mẫu hình ảnh. Với điểm này, ví dụ như ta sẽ phân bố mã 100, cái này mã là 0001. Khi ta phát sóng bằng kỹ thuật số, đó là những mã mà ta cho chúng truyền trên sóng mang. Như thế nào? Với mỗi mã, ta sẽ chia ra một tín hiệu điện ngắn với tần số riêng. Với những thứ còn lại, các bạn cũng biết, các tín hiệu này sẽ hòa vào sóng mang. Anten tiếp nhận thu các sóng, sau đó là bộ giải điều. Ta xác định các mã số và nhờ vào các mã này, ta làm thành tín hiệu hình ảnh. L'antenne de réception capte les ondes, ensuite démodulation, on récupère les codes numériques et grâce à ces codes, on reconstitue le signal vidéo, donc l'image. Tớ hiểu rồi, nhưng cậu hãy đến đây xem hình ảnh video này bao gồm những gì. Với hình một con sói thế này, ta thấy có hàng ngàn những chấm nhỏ, những pixel.
Để có một hình ảnh phải có khoảng chừng 450.000 pixel, và ta có 25 hình ảnh trong một giây. Thật là điên khi số thông tin chuyển tải lên các sóng để rồi lại bị số hóa thành những cái chấm như thế này. Đừng lo, khi ta phát một chương trình bằng vô tuyến, toàn bộ hình ảnh sẽ lần lượt được gửi cái này sau cái khác, cuối cùng thành những tín hiệu tương ứng với các hình ảnh. Nhưng khi quan sát hai hình ảnh theo sau, ta thấy một vài yếu tố giống nhau, phần đáy, phần thân. Đây, chỉ có cánh tay trái là cử động. Khi ta so sánh các tín hiệu tương ứng với các hình ảnh, ta thấy là chỉ có một mẫu hình ảnh nho nhỏ là có cử động. Với phần còn lại, ta đạp lại, nhưng mà không có lựa chọn nào khác. Với kỹ thuật số, nó hoàn toàn khác hẳn. Các bạn nhớ nhé, tín hiệu đã được số hóa, bị cắt đi. Do đó, ta không thể nào gửi nó đi trọn vẹn. Ta chỉ có thể gửi từng mẫu nhỏ. Cụ thể hơn, ta gửi đi hình ảnh đầu tiên, các mã tương ứng với các điểm tạo nên hình ảnh. Máy TV ghi nhớ hình ảnh này. Với hình ảnh thứ hai, ta chỉ gửi đi phần mã tương ứng với những điểm đã thay đổi, hơn một vài thông tin, những thứ tự để yêu cầu TV phải lặp lại các mã này, những chấm không thay đổi. Đó là sự nén tín hiệu. Không cần làm tắc nghẽn cắt sóng với những thứ mà ta có sẵn. Do đó ta chừa chỗ và sẽ thay vào đó bằng những chương trình mới. Nói rõ hơn, trên băng tần 8 MHz, ở đó ta có thể phát đi một chương trình vô tuyến. Ta cũng có thể phát đi đồng thời 5 hay 6 chương trình kỹ thuật số. Một vài chương trình rất khó nén vì hình ảnh của nó rất khó mô tả. Đó là trường hợp các phim hành động và chương trình thể thao với các hình ảnh cứ liên tục thay đổi, do đó nó chiếm nhiều chỗ hơn. Với phim hoạt hình thì việc nén hình ảnh đơn giản hơn nhiều, việc trang trí thay đổi một chút thôi, chỉ có các nhân vật là cử động. Để tránh các kênh bị nghẽn, ta phải phát ra trên nhiều buổi phát khác nhau. Nếu như một kênh chiếm quá nhiều chỗ, các kênh khác sẽ được mô tả kém hơn và chất lượng hình ảnh sẽ xấu hơn. Trong truyền hình kỹ thuật số, điều này diễn giải thành từng gói lớn, kém chính xác hơn. Hình ảnh một đường cong sẽ có các rìa chấm. Phải nghiên cứu việc sắp xếp các kênh sao cho với tốc độ sử dụng trung bình hay trong một vài thời điểm, ta vẫn có thể có được hình ảnh chất lượng cao. Với tốc độ thông tin số đầy đủ, ta sẽ thấy rõ sự khác biệt. Với kỹ thuật số, ta có được nhiều chỗ hơn. Nhưng như thế chưa thể nói được là ta sẽ chia một băng tần 8 MHz thành 5 hay 6 băng tần. Các chương trình đã được nén. Do đó, 5 hay 6 chương trình sẽ có thể đi chung với nhau bằng những mẫu nhỏ trên cùng một băng tần 8 MHz, nơi mà chúng tìm thấy chỗ. Một mẫu chương trình vàng ở đây, một mẫu chương trình xanh ở đây, một mẫu khác xanh biển ở đây, vân vân. Đó là những gì mà ta gọi là phối màu. Cuối cùng, tất cả băng tần đều bị chiếm, và 5 hay 6 chương trình sẽ đi chung trên cùng một băng tần 8 MHz, hình thành nên điện báo phức. Nhưng với hệ thống của cậu thì tất cả các chương trình sẽ bị trộn lẫn. Ta có gì trên màn hình thế? Tại điểm đến, hình ảnh là rất đẹp. Trong truyền hình, có bộ khuếch đại, nó sẽ chọn lựa dành tần số 8 MHz. Do đó, trong điện báo phức sẽ có các yếu tố trộn lẫn nhau từ 5 hay 6 chương trình khác nhau. Tín hiệu được biến đổi, nhưng mà sau đó, các chương trình luôn luôn bị trộn lẫn. Đó là yếu tố mới. Bộ chia tầng sẽ tiến hành chọn lọc. Như thế nào? Trên thực tế, tất cả các yếu tố hình ảnh của chương trình nào sẽ mang tên đó. Sẽ đọc tín hiệu này và chọn lọc các yếu tố của chương trình mà ta đã quyết định xem. Màu vàng chẳng hạn, cái còn lại sọt rác. Bộ phối hình sẽ tái tạo chương trình màu vàng. Cuối cùng, các chương trình không còn trộn lẫn nhau. Âm thanh và hình ảnh là rất sáng.
Năm 2002 có khoảng chừng 30 kênh truyền hình kỹ thuật số mặt đất, trong đó có 6 kênh quốc gia. Việc phục vụ công chúng chia thành 12 kênh, trong khi Canon Plus, M6 và TF1 chỉ có khoảng 5 cái, nhiều người quay phim hơn. Nhưng họ sẽ đề nghị gì cho các khán giả truyền hình? Ban biên tập sẽ soạn 24/24 giờ các thông tin. Đó là vì ngay cả khi có những kênh thông tin khác trên vệ tinh, chúng được trả tiền. Ngày mai quý vị khán giả truyền hình sẽ có thêm nhiều thông tin hơn. Và sau đó chúng ta sẽ có thể đề nghị các chương trình trong toàn khu vực hay địa phương. Trong khi ngày nay thời gian thu phát bị chia giữa quốc gia và dùng. Truyền hình Pháp đã dự tính thực hiện một kênh truyền hình thể thao mới. Hiện nay không có những kênh mà lúc nào cũng là thể thao. Họ sẽ làm một kênh toàn về thể thao với những sự kiện, những tạp chí và cả những phóng sự hay phim tài liệu ứng dụng trong thể thao. Truyền hình Pháp cũng sẽ là một kênh truyền hình giáo dục với La Cinquième, một kênh khác về nghệ thuật với Acteur và một kênh phát sóng tổng hợp. Người xem sẽ có lựa chọn vì các đài cạnh tranh luôn chuẩn bị cùng những dạng chương trình như nhau. Do đó phải tập trung vào một vài format lớn như là tin tức, tài liệu, kinh tế, tuổi trẻ và âm nhạc. Dân mời vào, chào Fred, giọng nhỏ à. Tớ chờ cậu đây, cậu thấy chưa? Họ đã lắp đặt rất tốt. Không tệ, cậu thấy sao? Ồ, tất cả các tivi tuyệt. Tớ sẽ nói với các cậu điều gì sẽ làm thay đổi truyền hình kỹ thuật số bằng sóng điện từ. Không chỉ có hình ảnh và âm thanh, với bộ điều khiển từ xa ta có rất nhiều tiện ích. Này, nhìn xem. Cậu có quyển hướng dẫn đấy chứ? Cậu sẽ biết là mình đang xem đài nào, đang xem kênh nào và bắt đầu từ mấy giờ. Và nếu cậu không lỡ bỏ qua đoạn đầu, không sao, nhìn này, tớ có bản tóm tắt lịch chương trình rồi và cả một phiếu kỹ thuật. Và hơn thế, với một kênh truyền hình, tớ có thể xem bằng nhiều thứ tiếng. Cái này có rồi, chương trình tự chọn ngôn ngữ. Tiếng Anh. Ước mơ một huy chương vàng. Tiếng Pháp. Nhưng mà trong 19 giây. Không, tớ đang nói với cậu về chương trình được phát sóng bằng nhiều thứ tiếng kìa, và do chính chúng ta sẽ chọn lựa. Ví dụ như chương trình Sebi Soxie. Hãy nhìn xem, nó ra tiếng Tây Ban Nha nè. Với kỹ thuật số ta có nhiều chỗ, do đó ta giữ được nhiều chương trình mới, những phiên bản nước ngoài hay những phụ đề. Các dữ liệu được xử lý bằng động cơ tương tác. Vấn đề là phải có phần mềm cho phép ghi nhớ các trang văn bản để xem, những chương trình giống như trang từ điển. Các dữ liệu đi qua bằng tần số và đến TV, chúng qua theo chiều hướng xuống, nhưng với truyền hình kỹ thuật số cũng sẽ có cả đường đi lên. Ta có thể gửi những tin nhắn từ TV của chúng ta. Thật vậy, những chiếc máy này được trang bị modem nối với đường dây điện thoại que. Một vài chương trình sẽ đề nghị các đường dẫn với các trang web. D'un modem relié à la ligne téléphonique. Certains programmes proposeront donc des liens avec des sites web. Oh, c'est trop cool. Quá hay, tớ thích quá. Với kỹ thuật số, ta có thể đi xa hơn cả tính tương tác nếu như ta nối truyền hình với mạng lưới điện thoại. Cậu sẵn sàng chưa, Sammy? Ta sẽ chơi trò câu hỏi cho nhà vô địch. Để chơi cùng lúc, các bạn hãy kết nối với đài Frangba nhờ vào kỹ thuật số. Chúc may mắn. Tuyệt, tớ thích trò này. Họ của thanh tra Maje do Jorge Simenon sáng tác. Không dễ dàng gì nhỉ? Tớ đã chọn giữa B.E. Bon Jun, tên cờ thôi. Câu trả lời số 3, Jun. Nào, câu trả lời là gì? Đó là Jun, tớ đúng rồi. Câu hỏi dành cho nhà nữ vô địch, với những người đứng đầu. Đâu là màu sắc của con ngựa màu trắng của vua Henry IV? Hai đáp án có hay không? Tớ chẳng biết. Sammy, mình có lựa chọn giữa có và không? Cậu đã trả lời gì? Vâng, dĩ nhiên. Tớ sẽ trả lời vâng. Sai rồi, đó là có thể. Rất tiếc, họ đã trả lời đúng hết đó. Tớ hết thích trò này rồi. Sẽ không là những trò mang tính tương tác, nhưng cũng mang tính giáo dục. Nhờ vào chiếc modem, ta có thể trả tiền từ xa, như chơi điện tử, không có di chuyển, hay yêu cầu các chương trình. Đây là chuyến thăm hướng dẫn trong một trang web cấm với công chúng, những dự trữ lượng nước của thủ đô.
Người ta sẽ có thể tham khảo vào tài khoản nhà băng, các cổ phiếu, thời tiết hay đi mua sắm. Thương mại, vé mạng sẽ là một nguồn tài chính mới cho truyền hình. Le commerce avec l'internet va finalement être une nouvelle source de financement de la télévision. Thông qua cái TV, các bạn sẽ có thể mua nhiều thứ từ xa. Lúc này, nhà điều hành như Canal Plus cho biết địa điểm của mạng lưới, những kỹ năng, sân bay, có thể nhận biết một phần lợi nhuận của thương mại. De la recette du commerce qui est faite par le téléviseur. Do đó quảng cáo sẽ trở nên mang tính tương tác để có thể nhắm đúng mục tiêu cho các khách hàng. Lợi ích của truyền hình số bằng tần số đó là ta có thể mang TV đi khắp nơi với cây anten nhỏ như thế này thôi, thế là xong. Nhìn này Sammy, tớ cũng đã gắn chiếc TV trong xe hơi của tớ đấy. TV của tớ cũng thế, tớ có thể dời nó đi. Cậu đã thấy chất lượng của hình ảnh của cậu chưa? Nó có bóng ma đấy. Còn của tớ thì không chơi vào đâu được. Và cũng thế với kỹ thuật số, tớ có thể nhận được truyền hình khi tớ vừa thay đổi. Chúng ta hãy làm thí nghiệm nhé. Và không hề có kỹ xảo gì nhé. Tớ làm bộ thu vô tuyến. Nó không kinh khủng lắm, có hiệu ứng kích thích khi ta di chuyển các sóng thay đổi tần số. Bây giờ nếu như tớ đặt kỹ thuật số, cậu có thể xem hình ảnh hoàn hảo. Điều này chỉ có thể làm với kỹ thuật số tần số. Chú ý, cái này dành cho hành khách, không phải dành cho tài xế nhé. Ồ, xe hơi, nó làm nhiễu hình ảnh phát sóng vô tuyến. Sóng khi được phát đi tỏa ra nhiều hướng, chúng được bắt sóng bằng những anten. Nếu như sóng gặp chướng ngại vật, nó sẽ dội lại và đi vào anten, lúc đó đã nhận cùng một thông tin sớm hơn một chút. Cũng cùng một anten sẽ nhận hai lần cùng một tín hiệu với một khoảng thời gian chênh lệch. Nó sẽ tái hiện bằng một khoảng chênh lệch nhân đôi hình ảnh lên. Với kỹ thuật số, sóng phản xạ luôn xuất hiện. Chỉ có điều chẳng có sự tác động tiêu cực nào đến chất lượng hình ảnh. Thực tế với kỹ thuật số, một tín hiệu được lặp lại tạo cho thông tin mạnh hơn rất nhiều. En effet, en numérique, un signal qui se répète, c'est une information beaucoup plus forte. Các TV trong xe hơi nó sẽ rất hiệu quả trong những lúc kẹt xe. Và nếu ta lắp đặt chúng trong các tàu điện ngầm, trong TGV hay trong máy bay. Về nhà, chiếc TV kỹ thuật số sẽ có thể kết nối với tất cả các thiết bị trong nhà nhờ vào một thiết bị điện tử. Ta có thể yêu cầu gắn báo động hay lắp đặt camera canh chừng con trẻ khi ta đang mải lo bữa tối. Trong tất cả các trường hợp, đó không phải là thiếu những ý kiến. Vào năm 2001, những chiếc TV kỹ thuật số đầu tiên được thương mại hóa. Nó hơi mắc một chút. Với những ai không muốn đổi TV, sẽ có những bộ giải mã kỹ thuật số được bán ra. Trong khoảng 10 năm, 6 kênh quốc gia sẽ được phát ra bằng vô tuyến hay bằng kỹ thuật số. Tất cả mọi người sẽ đều hài lòng. Pas de problème. Pendant environ 10 ans, elles continueront à être émises à la fois en analogique et en numérique. Với đài kỹ thuật số của chúng ta, tớ đã tìm ra những người dẫn chương trình rất tuyệt vời. Tucker O'Grand, Flavie Delarue. Nhìn xem, tớ đang làm casting đây. Nhìn này, không phải là Michel Dockery. Tớ có bao giờ nói thế đâu nào. Đó là Jean-Marie Rescue. Cô ta à, không phải Christine O'Grand. Đó là Bernadette O'Grand. Cậu không biết cô ấy à? Còn anh ta, cậu sắp làm tớ tin đó là Julien Lepe. Patrick Lepe, người nổi tiếng. Anh ta không có cái đầu của Delarue. Không, Raymond Delarue. Tớ có Curran, không phải là Fred Curran đó chứ.